Sự thật đằng sau đoạn clip nữ diễn viên bị đánh ghen trên phố Tô Hiệu, con trừ ngược chính thất, danh tính được tiết lộ. Đoạn clip hiện giờ đang gây bão mạng xã hội với vô số những bình luận chỉ trích. Mới đây, trên mạng xã hội xôn xao với loạt bài đăng ghi lại cảnh hai người phụ nữ, một là người vợ hai là tiểu tam đang đánh ghen trên phố Tô Hiệu. Trong đoạn video ngắn được một người đăng tải, có thể thấy, người bị đánh không phải tiểu tam, mà lại là chính thất của người đàn ông đi xe sang. Thậm chí, cô tình nhân này còn chửi đồng lên rằng, có chồng mà không biết giữ. Đoạn clip hiện đang gây xôn xao cộng đồng mạng. Nhiều người tỏ ra bất bình trước tình huống mà chính thất trong đoạn clip này gặp phải. Không những bị tiểu tam chửi và đánh, mà còn bị chính chồng của mình đánh. Cư dân mạng nhanh chóng tìm ra tên tuổi của tiểu tam trong đoạn clip. Không ai khác chính là nữ diễn viên Trang Abby của series sitcom Đừng Bao Giờ Coi Thường Người Khác. Tuy nhiên, nhiều người cũng tìm được bằng chứng cho thấy đoạn clip trên thực chất là một video quay lén được dàn dựng chứ hoàn toàn không có thật. Dù đã được minh oan, nhưng trang cá nhân của Trang Abby vẫn bị cư dân mạng tổng tấn công. Lượt bình luận và like trong những bài đăng trên trang cá nhân của Trang Abby cũng tăng không ngừng. Không chỉ Trang Abby mà trang cá nhân của mẹ cô cũng bị cư dân mạng vào tấn công chỉ trích. Chúng tôi đã nhanh chóng liên hệ nhưng hiện phía nữ diễn viên Trang Abby vẫn chưa có phản hồi về đoạn clip trên.